Ai cũng biết rằng quả bơ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe. Đó là bởi vì chúng chứa đầy chất béo không bão hòa lành mạnh, chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Các axit béo này từ lâu đã được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, ngoài ra còn giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Cholesterol tích tụ là một đặc điểm xác định của bệnh động mạch vành kết, loại bệnh tim phổ biến nhất. Nhưng ăn bao nhiêu bơ là đúng liều lượng để có tác động tối ưu đến sức khỏe của chúng ta? Một nghiên cứu gần đây đã hoàn thành kéo dài 30 năm, kiểm tra tác động của việc tiêu thụ bơ đối với kết quả sức khỏe tim mạch, có thể đưa ra câu trả lời, hai khẩu phần, khoảng một quả bơ, một tuần. Kết quả được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi gần 110.000 người trong khoảng 30 năm. Những người tham gia tuổi từ 30 đến 75, bao gồm cả nam và nữ, được lấy từ nghiên cứu sức khỏe của y tá và nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế. Không người tham gia nào có dấu hiệu của kết khi bắt đầu nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, mỗi người tham gia được thăm dò ý kiến thường xuyên bằng câu hỏi 4 năm một lần về các lựa chọn chế độ ăn uống của họ, bao gồm cả việc họ đã ăn bao nhiêu phần quả bơ. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch tổng thể giảm ở những người ăn nhiều bơ hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu lưu ý những điều sau. So với những người hiếm khi hoặc không bao giờ ăn bơ, những người ăn 2 phần một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 16%. Đổi khẩu phần thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt xông khói, sữa chua, phô mát hoặc bơ, với một khẩu phần bơ cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm tương tự. Điều thú vị là, việc thay thế bơ cho các loại thực phẩm khác được biết là giàu chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa, chẳng hạn như dầu ô liu, dường như không có tác dụng rõ rệt đối với nguy cơ bệnh tim mạch. Quan trọng hơn, bơ dường như không có bất kỳ tác dụng đáng kể nào trong việc giảm nguy cơ đột quỵ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện của họ hỗ trợ các hướng dẫn hiện hành của Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ về việc tuân theo các chế độ ăn kiêng như chế độ ăn Địa Trung Hải và các hướng dẫn chế độ ăn uống tương tự khác. Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù rất khó để mọi người áp dụng các hướng dẫn này, nhưng ít nhất bơ vẫn là một loại thực phẩm phổ biến. Để mọi người ăn nhiều hơn có thể không quá khó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.